Xe hết thời rồi anh em ạ, chuyển nghề đi làm may vá thôi anh em ơi. Đấy, hôm vừa rồi em phơi mấy cái bộ sàn ở đây thì có một số anh em quen thì đi qua bảo là ơ mày không làm xe nữa à, mày chuyển đi, mày chuyển sang làm da làm may vá rồi à. Nói thật là không phải là em chuyển sang làm may vá, mà là hôm vừa rồi thì bọn em có tiếp nhận ở tầm vài chục chiếc xe là bị ngập nước. Đấy, đây là một cái phần nhỏ, góc nhỏ thôi, bên em đã lắp đặt được một nửa rồi, ở đây còn vài bộ thôi, vài bộ và cái góc bên kia đó em đang phơi. Thì đây là một cái số cái sàn mà bị ngấm nước, bên em đang phơi và tiến hành lắp đặt lại cho xe ô tô. Anh em biết là thời gian vừa rồi ở Thái Nguyên bị mưa ấy, là cái tình trạng mà xe bị ngập rất là nhiều. Mà để khắc phục tình trạng này ấy, thì phải tháo cái sàn này ra này, đấy, vệ sinh sạch sẽ này, sau đó phơi khô thì mới lắp lại được, thế mới đảm bảo, chứ không anh em mà chỉ làm qua loa thì đi vài hôm rất là mùi, rất là hôi. Anh em nào mà sàn đang có tình trạng bị ẩm, bị ướt, bị mốc và có mùi qua cả em.